Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính thưa toàn thể hội chúng. Để bắt đầu cho buổi pháp hội tối hôm nay, thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư cùng toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bì. Cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư khởi niệm. Kính mời đạo tràng niệm ba biến hồng danh đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, kính mừng Phật đản Phật lịch 2566, Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thuyết giảng từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, và hôm nay là buổi giảng cuối cùng. Ban tổ chức thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư đạo hiệu Thích Phước Tiến, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt Thượng tọa là một trong những vị giảng sư có đủ đầy nhiệt huyết để đem chánh pháp của Đức Như Lai ban rải khắp muôn nơi trong nước cũng như ngoài nước. Và hôm nay Thượng tọa đã trở về đây để đến với đạo tràng chúng ta với một bài pháp thoại kính mừng Phật đản sinh. Cung kính giới thiệu đến toàn thể hội chúng, chúng ta cho một tràng pháo tay để cung nghinh Thượng tọa Giảng sư. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trong hội trường, chúng con đang hướng về Ngài để cần cầu chánh pháp của Đức Như Lai làm nền tảng trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con giờ đây thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng tọa: Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Đức Đại Lão Hòa Thượng Quyền Pháp Chủ Thượng Trí Hạ Quảng
ngưỡng bái bạch chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức ban hoằng pháp giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng, chư tôn đức, ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả quý Phật tử tại đạo tràng Việt Nam Quốc Tự. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, theo sự phân công của ban hoằng pháp cũng như ban tổ chức, tối đêm nay là đêm cuối cùng cho chương trình đại lễ Phật đản của chúng ta, và tôi là người phụ trách trong buổi chia sẻ hôm nay. Thì chúng ta rất là vui mừng và hạnh phúc khi mùa Phật đản năm nay chúng ta được tổ chức thoải mái, mặc dầu là mọi người trước mắt tôi là đều có đeo khẩu trang, nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta đã được sinh hoạt bình thường trở lại. Nhưng mà chỉ có là điều bình thường gì? Hả? Bình thường mới. Nhưng mà mới vậy là đã hạnh phúc chưa? Quá hạnh phúc rồi. Còn có mặt ở đây là hạnh phúc. Còn đeo khẩu trang mà để giữ được giày là hạnh phúc. Còn ngồi được nhau trong một khoảng cách dày là hạnh phúc, dù hai lớp khẩu trang cũng hạnh phúc nữa. Cho nên đó là một điều rất là hạnh phúc. Tôi chúc mừng các vị và cũng như chúc mừng cho tôi. Như chúng ta đã biết rằng kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật lần thứ 2646, nhưng mà chúng ta chỉ thấy Phật lịch 2566 và dương lịch 2022. Thì cơ bản nhất thì chúng ta phải biết được rằng là niên đại của Phật lịch đó, đó là cái năm mà tử của Đức Phật chứ không phải là năm sinh. Tôi không hiểu vì sao các bậc tổ, các bậc thánh, các bậc tiền bối của chúng ta ngày xưa lại lấy năm Đức Phật Niết Bàn làm niên đại cho Phật lịch. Vì vậy mình tổ chức cái lễ Phật đản là kỷ niệm ngày sinh thì chúng ta cần phải cộng thêm 80 năm Đức Phật trụ thế nữa, nó mới đúng với cái niên đại ngày sinh của Đức Phật. Đây là điều mà chúng ta cần nên để ý. Cho nên là nhìn niên đại Phật lịch thì chúng ta biết rằng đó chỉ là niên đại Phật lịch, không phải là niên đại để chỉ ra ngày sinh của Đức Phật. Chúng ta lưu ý điều này. Và điều hạnh phúc đối với chúng ta là cái ngày mà Đức Phật đản sinh là hạnh phúc của nhân loại. Và từ những ngày này đó là nền tảng cho nhân loại chúng ta biết được một triết lý, đó là sự giác ngộ, tình thương yêu. Các vị nên nhớ rằng là trong một cái thế giới này là một thế giới cộng hưởng chung, hay chúng ta dựa vào triết lý của Phật giáo chúng ta gọi là thế giới duyên sinh hay là duyên khởi. Không có một cái gì có thể tồn tại và phát triển độc lập. Chúng ta nhìn thấy rằng cái chiến sự mà đang xảy ra trên thế giới giữa Nga và Ukraine đó, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có hai quốc gia đó thì người ta mới đau khổ. Sự thật rằng chỉ cần hai quốc gia đó đang chiến tranh thì cả thế giới đều ảnh hưởng và đều đau khổ chung. Cho nên một thế giới duyên sinh mà. Đừng có nghĩ rằng là chỉ Ukraine đau khổ hay là dân chúng của nước Nga đau khổ. Không có. Cả thế giới cùng đau khổ. Ở đây mà chúng ta hôm nay mà đổ xăng mấy chục ngàn lít là chúng ta đau khổ chưa? Hả? Ở đâu ra vậy? Nếu mà cái việc đó nó chỉ độc lập của những quốc gia đó thì chúng ta đâu bị vật giá leo thang, người nghèo rất là khó để mà sống trong giai đoạn này đâu.
cái gì cũng đắt đỏ, nhà ở cũng lên giá, điện đèn lên giá, xăng dầu lên giá, thực phẩm lên giá, khổ không? Khổ chết đi được á chứ, ở chùa sắp muốn đói luôn rồi chứ. Khi mà quần chúng khổ ở chùa cũng phải đói chứ. Xin thưa các vị, đó là một sự thật. Cho nên các vị thấy Đức Phật chúng ta tuyệt vời. Cả một cuộc đời của Ngài là phản đối chiến tranh. Dù bất cứ lý do gì, nhân bất cứ một danh nghĩa nào cho chiến tranh, Đức Phật đều phản đối cả. Đức Phật chỉ mang thông điệp hòa bình, yêu chuộng hòa bình và đem tình thương đến với nhân loại. Và Đức Phật cho rằng chỉ có tình thương mới giải quyết được tất cả các vấn đề. Từ vấn đề của nhỏ nhất là trong các mối quan hệ gia đình, lớn hơn trong một xã hội, lớn hơn nữa giữa các quốc gia. Nếu chúng ta có tình thương, tất cả mọi việc đều giải quyết được. Việt Nam chúng ta có câu là thương ai thương gì? Thương ai thương cả đường đi lối về. Mà ghét ai là sao? Ghét cả tông chi họ hàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tình thương sẽ giải quyết được tất cả. Có tình thương trái ấu cũng tròn. Có phải vậy không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thông điệp tình thương vô cùng quan trọng, và đó là mấu chốt để đem lại hạnh phúc an lạc. Nói lớn là cho chúng sinh trên thế giới này, nhỏ là cho một phạm vi tối thiểu của một gia đình hay là các mối tương quan giữa người và người. Và làm sao để có tình thương, và tình thương giải quyết các vấn đề đó như thế nào cho được rốt ráo và có kết quả, tôi xin chia sẻ với toàn thể hội chúng hôm nay với bài giảng là chỉ có tình thương mới hóa giải hận thù. Xin thưa các vị, tình thương là thông điệp quan trọng cho sự có mặt của Đức Phật trên thế gian này. Chúng ta nhớ nha, Đức Phật ra đời là vì tình thương đó. Trong các bản kinh từng nêu, Đức Phật từng nói rằng ta ra đời gì? Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Chính vì sự hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh trên cõi đời này mà Đức Phật có mặt, Đức Phật xuất hiện. Vì Đức Phật yêu thương con người, yêu thương nhân loại, cho nên suốt một quá trình của Ngài có mặt trên cuộc đời này, Ngài chưa bao giờ làm tổn thương đến bất cứ một chúng sinh nào. Cho nên các vị thấy năm giới của người cư sĩ tại gia, cái giới gì đứng đầu? Giới gì đứng đầu? Giới sát. Có nghĩa là không làm tổn thương đến sinh mạng của bất cứ một chúng sinh nào, dù cái đó là bò bay mái cửa hay là tất cả các loại côn trùng hay là các loại chúng sinh, sinh vật trên cuộc đời này. Lòng từ bi của Đức Phật tuyệt vời như vậy. Nhưng làm sao để có được lòng từ bi như vậy? Và con người chúng ta bao giờ mới có được những điều như vậy để đem đến hạnh phúc an lạc cho người thân, cho cộng đồng hay là cho xã hội? Nhưng mà trong cuộc đời Đức Phật làm được điều đó. Đức Phật dùng tình thương để hóa giải tất cả các hận thù. Và Đức Phật đã cho rằng trong cuộc đời này chỉ có tình thương mới làm được điều đó. Chúng ta thấy xã hội nếu thiếu đi tình thương thì cái sự gian trá, lừa đảo và hãm hại nhau diễn ra hàng ngày. Tôi không hiểu vì sao trong xã hội chúng ta hôm nay tình thương không có thật. Tôi cảm thấy vậy đó. Nếu tình thương có thật thì không có những quan trái và những hệ lụy như vậy. Do tình thương không có thật, tình thương giả tạo, tình thương chỉ là cái chuyện xã giao. Chính chỗ đó, cái chúng ta nói hòa hợp, yêu thương, thuận thảo đó, chúng ta đề cao, chúng ta nêu lên, nhưng mà chúng ta không giải quyết được vấn đề trong xã hội. Càng ngày thấy càng phức tạp, càng có nhiều cái chuyện hãm hại nhau, làm đau khổ nhau, tàn độc với nhau, càng ngày càng nhiều. Ủa, chúng ta thấy rằng kêu gọi tình thương, phát huy tình thương, tại sao điều đó diễn ra càng nhiều? Bởi vì nó không xuất phát từ trái tim, nó không thật, nó không có một giải pháp thực. Còn ở đây Đức Phật nêu ra là một giải pháp thực, và chính Ngài là con người hiện thân cho tình thương đó. Mà cụ thể trong một từ của Đạo Phật gọi là từ bi. Nhưng mà nói từ bi nó hơi thuật ngữ Phật giáo, cho nên chúng ta dùng chữ tình thương.
để chúng ta hiểu nó gần gũi với con người, xã hội, gần gũi với cái cảm nhận của trái tim chúng ta hơn. Và cả cuộc đời Đức Phật là như vậy. Đức Phật chưa bao giờ hận thù với bất cứ một ai. Các vị thấy người mà đem quan trái cả cuộc đời cho Đức Phật là một người trong dòng tộc của Thích Ca đó, là ai? Và các vị thấy rằng suốt đời Đề Bà Đạt La hại Phật, làm khổ Phật, thậm chí có thể là tìm cách sát hại Ngài nữa. Nhưng mà các vị thấy Đức Phật có một cái ý niệm giận hay là hờn hay là quán trách nào trong tất cả các bản kinh mà Ngài đã thuyết cả cuộc đời? Ngài nói ở trong đó: Đề Bà Đạt Đa ơi, ông sẽ đọa địa ngục nha. Đề Bà Đạt Đa ác lắm, ngang ta nguyền rủa ông, ngang ông sẽ thế này thế kia. Các vị có đọc được câu kinh nào mà Đức Phật nêu về Đề Bà Đạt Đa như vậy không? Không. Cho nên các vị thấy trước khi Đề Bà Đạt Đa bị ngộ nạn và chết, và trước khi chết, Đề Bà Đạt Đa hối hận và khóc và nói với Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn ơi, cả đời này con làm khổ Đức Thế Tôn nhiều quá, con ân hận vô cùng, và con làm sao con có thể hóa giải được điều này đây, trong khi con đã sắp chết rồi. Và các vị biết rằng Đức Thế Tôn trả lời với Đề Bà Đạt Đa như thế nào khi Ngài đang chăm sóc cái vết thương, mà vết thương tử thương của Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật nói rằng: ta không nhớ gì cả. Một câu nói để biết rằng Đức Phật không bao giờ lưu trong lòng những oán hờn, những trách móc hay là những cái hận thù. Còn chúng ta trong cuộc đời sao? Đi ra đường mà nhìn điểu một cái thôi, mày chưa chắc mày an toàn với tao, hay là cái nhìn mà vô tình gì đó. Còn một câu nói nào mà nói khó nghe, dứt phát rằng mày phải trả giá cho câu này. Các vị thấy các anh chị chúng ta trong thời nay là vậy à, đi ra nhìn mà nó có cái gì không thân thiện, cái lạng hồi là xử đến nơi đến chốn à, vào quán nói qua nói lại vài câu mà coi như là không đẹp, là thế nào cũng có người còn người mất, đúng không? Chưa có ai mà có thể mà có một cái cảm giác bỏ qua được những điều như vậy. Mà tôi không hiểu tại sao xã hội nó phức tạp như vậy. Vì không có tình thương. Tình thương giả dối và tình thương mà gọi là xã giao đó không giải quyết được vấn đề. Cho nên các vị biết rằng người học Phật cần phải phát huy cái chất liệu này. Và chất liệu này không riêng ai chứ. Đức Phật và tất cả chúng ta đều có. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta bị che đậy bởi vô minh, ích kỷ, tham ái, ganh tị, giận hờn. Chúng ta che đậy hết những tình thương vốn có của con người chúng ta. Chứ ai cũng cái trái tim và khối óc giống như nhau, dòng máu chảy giống như nhau, thậm chí dòng máu và trái tim, khối óc chúng ta cũng gần như Đức Phật. Thì tại sao Đức Phật có mà chúng ta không có? Chúng ta vẫn có mà chúng ta không phát huy thôi. Cho nên các vị thấy một hành động tuyệt vời của Đức Phật. Đức Phật dùng tình thương để giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn hận thù trong hoàng tộc. Thì khi mà các vị thấy, các vị coi bộ phim Cuộc Đời Đức Phật á, là bộ phim Buddha đó, các vị thấy sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật trở về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và Đức Phật trong cái buổi thọ trai đầu tiên ở trong kinh thành, thì các vị thấy những người hoàng thân quốc thích thân cận đều có mặt. Trong đó có ba người phụ nữ quan trọng. Một là Di Mẫu Ma Ba Xà Ba Đề, hai là Gia Du Đà La, và ba là cái người dì của mình mà từng hỗ trợ chăm sóc mình hồi nhỏ đó, là dì Mangala. Nhưng cái bà này là bà ác vô cùng, muốn cho con ruột của mình là Đề Bà Đạt Đa nối ngôi, cho nên suốt đời tìm cách hãm hại Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và cái cách mà bà làm cho Sĩ Đạt Ta phải đổi hướng để không có một nguyện vọng làm vua đó, là bà dụ cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đi đến những cái đạo sĩ hội đạo để tu đó. Thì cái mục đích của bà là muốn tách cho Thái tử Sĩ Đạt Ta không có tranh giành vương vị với con ruột của mình là Đề Bà Đạt Đa. Chứ đã đâu có ý tốt gì đâu. Nhưng mà sau khi Đức Phật giác ngộ về, Đức Phật tri ân ba người phụ nữ. Tri ân đầu tiên là mẹ nuôi của mình, tức là dì ruột mình á, là bà Di Mẫu Ma Ba Xà Ba Đề. Người tri ân thứ hai đó là Gia Du Đà La, là vợ mình
người hy sinh để cho mình an tâm và trọn vẹn con đường tu. Sự thật đúng nghĩa phải tri ân. Gia Du Đà La hy sinh khủng khiếp. Không có sự hy sinh Gia Du Đà La, Đức Phật không thành. Và cái người thứ ba mà Đức Phật tri ân, mà ai cũng ngạc nhiên, cả các vị hoàng thân quốc thích lúc đó cũng ngạc nhiên, chứ không phải là riêng bản thân của bà Mangala không. Tức là xem như bà này là ác như vậy, bà này không có thân thiện như vậy, bà này là từng hại thái tử như vậy, nhưng mà tại sao là cảm ơn? Và Đức Phật cảm ơn. Chính cái cảm ơn đó bà này xúc động, hối hận và khóc, và từ đó mới chuyển hóa. Đức Phật nói rằng là nhờ vì Mangala mà hôm nay con được thành Phật, con được giác ngộ, con được đạt đến mục đích tối thượng của trí tuệ như thế này. Bà này chới giới điếm người, không biết chuyện gì xảy ra luôn. Và Đức Phật đem con của mình là Rahula giao cho dì của mình. Ngày xưa dì thương con thế nào, dì quan tâm chăm sóc con như thế nào, thì hôm nay dì cũng thương và chăm sóc Rahula là cháu của dì như vậy. Thế và lúc đó bà Mangala sau này có thể hại Rahula được không? Và bà khóc nức nở, bà ôm Rahula vào trong người, và bà nguyện trọn cuộc đời còn lại bà chăm sóc như chính là con ruột của bà. Và bà là người hối hận để tìm cách can ngăn Đề Bà Đạt Đa những hành vi ác. Và bà đã thay đổi từ đó, bà cung kính và thương yêu Thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật sau này trọn vẹn. Như vậy các vị thấy rằng chỉ có tình thương mới giải quyết được hận thù. Nếu mà Đức Phật về chỉ trích hay là Đức Phật về ân đền quán trả theo cách sòng phẳng của cuộc đời, thì dứt phát rằng cái mối quan trái giữa Đức Phật và dì Mangala không bao giờ hóa giải được. Nhưng mà bằng tình thương, Đức Phật nhìn góc độ tích cực, nhìn góc độ của một người giác ngộ, Đức Phật khai thác những cái mặt ưu điểm, Đức Phật làm cho bà Mangala phải thay đổi. Và từ đó mối quan trái giữa Đức Phật và gia đình của dì Mangala kết thúc, chỉ còn duy nhất là Đề Bà Đạt Đa đi cho trọn cuộc đời và cuối cùng cũng thay đổi. Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Bản thân Đức Phật đã từng chứng minh như vậy. Đức Phật phản đối chiến tranh, phản đối cái sự người bóc lột người, phản đối tất cả những điều bất công trong cuộc đời. Và Đức Phật đã từng đề cao rằng là hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa những người hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Đây là một điều Đức Phật nêu lại trong 9 câu kinh Pháp Cú. Có nghĩa là chúng ta hạnh phúc khi giữa những người hận thù mà chúng ta không có thù họ. Và chính chúng ta không có thù họ, chúng ta mới hóa giải được ân oán tình thù trong cuộc đời. Các vị nên nhớ, muốn giải quyết ân oán tình thù phải bằng tình thương mới giải quyết được. Còn sòng phẳng các vị sẽ càng quán chất chồng quán mà thôi. Nhất là nợ ân tình. Khi các vị có mối quan hệ với ai, đã từng yêu thương với ai, đã từng có cái gắn bó với ai, mà các vị không còn hài lòng để đi chung một đường nữa đó, mà các vị tìm cách gieo ân oán để chia tay đó, thì các vị nhớ kỹ rằng các vị không bao giờ kết thúc được điều đó. Chỉ có tình thương mà các vị chia tay, thì đó là một cái chia tay có trí tuệ, chia tay không để lại hậu quả, và chia tay của một người phải nói là hiểu biết. Thì cái này trong cái bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị về ý nghĩa đó. Trước kia tôi có giảng cái bài giảng hóa giải hận thù á, tôi có nêu là trong đạo Phật có 4 cái câu thơ á: cởi áo cà sa khoác chiến bào. Có nhớ bài thơ này không? Cởi áo cà sa khoác chiến bào, tức là bài thơ này của những vị tu sĩ vì thấy thảm cảnh của đất nước thời chiến loạn, cho nên từ bỏ con đường đi tu, mặc chiến bào để góp phần cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân chúng Việt Nam. Thì trong đó các vị này có làm 4 câu thơ: cởi áo cà sa khoác chiến bào, tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, ra đi để rửa thù cho nước, vì nghĩa dông thân hiến máu đào.
Bốn câu thơ này, khi mà tôi là người hiểu được triết lý Phật giáo hay là tôi là một người tu, thì tôi đồng ý ba câu thơ quá tuyệt vời, tôi chỉ không đồng ý một câu, đó là ra đi để rửa thù cho nước. Cái này không đúng với triết lý tư tưởng Phật giáo. Câu 1, câu 2 và câu 4 rất tuyệt vời. Cởi áo cà sa, khoác chiến bào, những người có lý tưởng, thậm chí tư tưởng đó tôi cho là tư tưởng Bồ Tát nữa. Bởi vì mình hy sinh cho một cộng đồng, hy sinh vì nghĩa lớn mà. Cái này quá tuyệt vời. Cởi áo cà sa, khoác chiến bào. Thầy tu mà không làm được gì cho lợi ích cuộc đời, mà nếu cởi áo cà sa làm được lợi ích lớn như vậy là còn có giá trị hơn 100 lần một người tu không làm được gì lợi ích cuộc đời nữa. Tôi dám bảo đảm như vậy. Tôi không nói ở mang cái nghĩa hình thức, mà quan điểm tư tưởng nó là như vậy. Tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, cái này nhiệm vụ là điều tuyệt vời. Rồi cái câu cuối cùng là vì nghĩa dông thân hiến máu đào, tuyệt vời không? Con người hy sinh bản thân mình để vì hạnh phúc cho người khác, thậm chí bản thân này có chảy máu đào, bản thân này có chết đi thì vẫn chấp nhận. Như vậy những con người này tuyệt vời quá chứ còn gì nữa. Nhưng tất cả những hành động này không xuất phát từ thù. Đạo Phật không sử dụng từ thù trong tất cả các vấn đề giải quyết ân oán. Cho nên chúng ta làm tất cả mọi thứ, chúng ta có thể bỏ thân mạng này, nhưng không vì thù mà chúng ta làm đến điều đó. Các vị thấy hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ngài tự thiêu có nghĩa là dông thân hiến máu đào. Có phải dông thân vì tổ quốc không? Hay có thể dông thân vì đồng bào, vì mọi người đang thảm cảnh của chiến tranh không? Nhưng mà Ngài có viết một câu nào trong cái lời di huấn của Ngài để lại là Ngài thù không? Ngài có thù những chế độ độc tài ngày xưa không? Ngài không thù chế độ độc tài, Ngài không thù bất cứ một điều gì, nhưng Ngài chống đối và thậm chí Ngài hy sinh để bảo vệ cho chính nghĩa, hy sinh để bảo vệ nhân dân, quần chúng. Ngài phản đối chiến tranh bằng mọi giá, thậm chí Ngài tự thiêu. Hành động đó ai làm được? Bao nhiêu người trên thế giới này có thể làm được những điều như vậy? Ngài làm được, nhưng mà Ngài không bao giờ làm xuất phát từ lòng hận thù, nên nhớ. Cho nên trong lời di huấn của Ngài trước khi Ngài tự thiêu á, thì ở trong đó tôi nhớ mại mại vậy thôi, tức là Ngài kêu gọi chế độ của Ngô Đình Diệm nên bỏ những hận thù, nên bỏ những cái chuyện độc tài về tôn giáo, hay là nên bỏ những cái ý niệm về chiến tranh, dùng người Việt Nam để chiến tranh Việt Nam đi. Ngài kêu gọi những điều như vậy, không bao giờ có một ý niệm thù nào ở trong các cái lời mà di huấn của Ngài. Như vậy cái từ thù nó không xài trong đạo Phật. Ngày xưa bản thân Đức Phật cũng chưa bao giờ dùng một từ thù nào với những người hãm hại hay là gây chiến tranh cho kinh thành Ca Tỳ La Vệ mà. Nhưng mà Ngài có đủ cách từ bi và trí tuệ để giải quyết, và nhờ vậy Đức Phật mới độ được cho tất cả các vị vua của những đất nước hùng mạnh vào thời bấy giờ. Vậy thì các vị thấy rằng chỉ có tình thương mới giải quyết được vấn đề hận thù. Và tôi nhớ một cái bài kinh trong Tăng Nhất A Hàm cũng nêu ra, mà tôi muốn lấy làm tiền đề để chia sẻ với các vị về chủ đề này. Các vị có nhớ tôi đã từng chia sẻ với các vị, tôi kể về một câu chuyện giữa vua Thường Lạc Vương và Đại Lực Vương không? Đại Lực Vương là một cái đất nước cũng hùng mạnh, nhưng mà ông vua hiếu chiến. Thường Lạc Vương là một ông vua từ tâm, thương yêu dân chúng, nhưng mà ông vua này tu. Vì vậy cho nên khi Đại Lực Vương xua quân xâm chiếm đất nước của vua Thường Lạc Vương, thì Thường Lạc Vương nghĩ đến chiến tranh đổ máu, gây đau thương, không lợi lộc gì, biết bao nhiêu người phải nằm xuống cho sự ích kỷ tham vọng của một vị vua, của một người lãnh đạo của một quốc gia khác. Ngài nghĩ như vậy cho nên cuối cùng Ngài giả giáp toàn bộ để không ai phải bỏ mạng trong chiến tranh, và Ngài từ bỏ cái sự vai trò lãnh đạo trong kinh thành, đi vào rừng sâu tu với con trai mình là Thái tử Trường Sơn. Nhưng mà cái chuyện là như vậy, hai cái cha con vị này vào rừng tu, bỏ hết tất cả vương vị cho vua Đại Lực Vương, nhưng mà Đại Lực Vương vì tham vọng, vì ác cho nên không an lòng,
nghĩ rằng ông này sẽ tìm cách quay trở về để phản công trở lại, có thể là trả thù. Cho nên cho người tìm ra cái chỗ ở của Thường Lạc Vương, bắt về làm sao giết được mới an lòng. Nhưng mà các vị biết, nhờ một tên thợ săn vào để mà bắt các vị này, nhưng mà sự thật rằng đâu đủ sức để bắt một cái người văn võ song toàn như là cha con của Thường Lạc Vương vậy, mà nhất là Thái tử Trường Sơn. Nhưng mà do cái việc mà ông không muốn quan trái hận thù để làm đau khổ cho mọi người, và cũng không muốn con mình vì nuôi hận mà trả thù, cho nên chấp nhận theo lời đề nghị của tên thợ săn này trở về và chấp nhận bị thiêu sống dưới tay của Đại Lực Vương. Thái tử Trường Sơn quay trở về thì không còn thấy cha, nhưng mà thấy một tấm vải viết bằng máu bốn câu như thế này: hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù, đừng lấy gươm giáo trả lời bằng gươm giáo, sống một cuộc đời hỷ xả từ bi. Thái tử đọc bốn câu dặn dò của cha, nỗi đau không nguôi, nỗi hận cũng gần như vậy. Mặc dầu lời cha canh cánh như vậy, nhưng Thái tử Trường Sơn quá hận Đại Lực Vương, vì bản thân mình đã từ bỏ tất cả cho ông, mà ông còn tham vọng đến nỗi là giết cha mình như vậy, thì không có chấp nhận được, cho nên tìm cách trả thù. Câu chuyện dài lắm, đến cuối cùng nó là như vậy. Trong một lần Thái tử Trường Sơn lại trở thành một cái người đáng tin cậy, trà trộn vào đám cận thần để trở thành những người đáng tin cậy của Đại Lực Vương. Và Đại Lực Vương tin cậy Thái tử Trường Sơn như một cái người cận thần. Cho nên trong một cuộc đi săn, Thái tử Trường Sơn tìm cách đánh lạc cho tất cả các Ngự Lâm quân và cận thần khác, chỉ có hai người trong rừng sâu thôi. Và lúc đó Thái tử Trường Sơn là người rút gươm ra định giết Đại Lực Vương. Khi mà Đại Lực Vương quá mệt và nằm ngủ, thì khi mà bao nhiêu lần rút gươm ra định giết, thì cái lời của người cha văng vẳng ở bên tai. Thái tử Trường Sơn không nỡ và cuối cùng tra gươm vào vỏ. Và lúc đó Đại Lực Vương đang ngủ say nhưng mà nằm mơ thấy Thái tử Trường Sơn đang rút gươm giết mình. Và lúc đó Đại Lực Vương giật mình thức dậy, la quảng lên rằng: Thái tử Trường Sơn giết ta, Thái tử Trường Sơn giết ta. Thì lúc đó Thái tử Trường Sơn mới hỏi là tại sao như vậy. Ông kể là một giấc mơ trong ngủ y chang như những gì mà Thái tử Trường Sơn định ra tay với ông. Và cuối cùng Thái tử Trường Sơn mới nói: ông nằm mơ nhưng mà đó là sự thật, nhưng mà vì sao tôi không giết ông? Thì Thái tử Trường Sơn mới kể lại lời dặn của cha và mọi thứ như vậy. Đại Lực Vương hối hận vô cùng và cuối cùng thu binh trở về nước, trao trả quốc gia này lại cho Thái tử Trường Sơn để Thái tử Trường Sơn lên ngôi để trở thành vua lãnh đạo. Các vị thấy câu chuyện này được nêu trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, nhưng mà một câu chuyện để cho chúng ta thấy được rằng là chỉ có tình thương mới giải quyết được hận thù. Nếu Thái tử Trường Sơn có giết Đại Lực Vương thì mọi việc chiến tranh có kết thúc không? Chắc chắn rằng cũng không kết thúc. Nhưng mà hành động đó bằng tình thương, sự tha thứ và bao dung đó thì mới giải quyết được vấn đề. Cho nên các vị thấy rằng tình thương là một chất liệu quan trọng cho sự sống còn của nhân loại này. Không có tình thương, con người chúng ta sẽ có một cuộc sống trở nên vô nghĩa và vô vị giữa cuộc đời này. Các vị cứ suy nghĩ đi. Các vị thấy rằng nếu xã hội này không còn tình thương nữa thì sự tồn tại của chúng ta đang là cái gì? Hả? Nếu xã hội này không còn người nào thương yêu nhau, chia sẻ, hy sinh, giúp đỡ nhau, thì đó là một sự băng hoại của xã hội, và đó là niềm đau nỗi khổ của xã hội, và đó là thảm cảnh của xã hội này. Cho nên con người phải phát huy được tình thương yêu. Nhưng mà tình thương này không phải bằng đầu môi chót lưỡi. Tình thương này không phải bằng cái sự suy nghĩ ra để thương, mà tình thương này phải được tôi luyện bằng trái tim, bằng khối óc của chính mình, thì đó mới là chất liệu của tình thương, và đó mới giải quyết được vấn đề. Nếu trong một gia đình có tình thương thì gia đình mới hạnh phúc.
Xã hội có tình thương, xã hội mới hạnh phúc. Quốc gia có tình thương, quốc gia đó mới hưng thịnh, mới phát triển được. Chứ còn quốc gia người thù người và tìm cách trả thù và mọi thứ xử với nhau như giang hồ thì làm sao phát triển được. Còn trong một gia đình, nếu chúng ta thật sự không có tình thương, làm sao chúng ta bảo vệ được hạnh phúc của một gia đình? Chỉ có khi chúng ta có tình thương, chúng ta mới phát huy được các mối quan hệ bền chặt. Và chỉ có tình thương, chúng ta mới nhìn sâu, mới cảm thông được. Thậm chí chúng ta mới cảm thông kể cả những người gây oan trái và gây đau khổ cho ta. Thông thường trong cuộc đời, ai gieo oan trái các vị thương nổi không? Hả? Mày gieo tao một, tao phải trả lại mày 10, phải không? Mày nhớ nha, có phải không? Mày nhớ đi. Thế là chúng ta hay vậy đó. Cái gì mày làm tao nhớ đó, tao nhớ như in. Sống để dạ, sao? Khôn quá mà, giỏi quá mà. Thật sự chúng ta để dạ để đau khổ một đời, chúng ta để dạ để chúng ta không sống hạnh phúc an lạc một đời, và chúng ta để dạ để chúng ta có thể tạo ra oan trái oán kết một đời. Cho nên người có trí tuệ sẽ nhìn sâu vấn đề này. Những người làm khổ ta, mà nếu chúng ta thật sự có tình thương, chúng ta sẽ thấy rằng người đó sẽ có nhiều điều để đáng thương, và chúng ta thương để cảm thông. Đa phần các vị cứ nhìn đi, những người gây oan trái và làm đau khổ cho ta, bản thân họ rất khổ đau. Một người đi đòi nợ mình, họ hằn học, thậm chí họ đe dọa mình, nhưng mà sự thật người đó không bao giờ được bình an. Họ cũng bị người khác đe dọa, họ cũng bị áp lực từ những cái nguồn tiền nào đó, và họ có thể họ làm vì sự sai khiến của một cái gì đó, hoặc thậm chí họ phải chấp nhận sự thử thách của pháp luật để họ làm những điều đó. Thật sự họ không bao giờ hạnh phúc và an lạc khi họ gây đau khổ cho mình. Các vị hãy nhìn một người chồng người vợ đang làm đau khổ cho nhau, phải nhìn sâu người đó dứt phát phải đang đau khổ cái gì dữ lắm, không bao giờ bình thường đâu. Nhưng mà chúng ta không có đủ lòng bao dung và tình thương, chúng ta nhìn ngay cái hành động mà không thân thiện đó, nhìn ngay cái hành động mà người ta đang gieo oan trái đó, nhìn ngay cái hành động mà thô ác đó, thì chúng ta phản ứng lại. Bởi vì chúng ta không đủ chánh niệm, không đủ lòng bao dung, không đủ sự bình tĩnh và không đủ tình thương để chúng ta nhìn sâu lắng một người vì sao họ gieo oan trái cho mình. Thật ra nếu các vị nhìn sâu, các vị thấy người đó đang rất đáng thương. Họ đang làm đau khổ họ, họ đang hủy hoại gia đình họ, họ đang hủy hoại bản thân họ, họ đang đau khổ chính bản thân họ. Ghê gớm lắm. Cho nên các vị đừng thấy rằng người ta hùm hổ với mình, người ta thế này thế kia là người ta đang thắng thế hay là người ta đang hạnh phúc. Không có đâu. Phải nhìn sâu là biết rằng người đó chắc chắn rằng có một vấn đề nan giải. Người đó chắc chắn rằng đang có những nội kết trong tâm, chắc chắn rằng đang có những niềm đau và nỗi khổ. Bị vô minh, bị tham ái, bị sân si, bị thù hận, bị đầu độc, bị gì đó che đậy mà buộc lòng họ phải đóng một cái bộ mặt khác với những gì mà chúng ta thấy trước kia. Các vị thử đi, ai gặp những hoàn cảnh đó cứ bình thản ngồi lắng tâm. Các vị hình dung về một con người, hoặc là các vị lắng tâm để nghe người đó, hoặc các vị hỏi, hoặc các vị muốn nghe người đó nói vì sao anh làm em như vậy, vì sao em làm anh như vậy, hay là vì sao người đó đối với ta như vậy. Các vị sẽ lắng nghe người đó nói, các vị sẽ hiểu ngay. Các vị nào ở đây có đọc một cái tác phẩm rất tuyệt vời của thiền sư Thích Nhất Hạnh? Cái tác phẩm có một chữ một thôi, đó là giận. Các vị nào đọc cái này các vị mới thấy. Phải nói là tôi đọc xong cái tác phẩm này tôi quá kính ngưỡng. Trước kia mình cũng đã từng kính ngưỡng, nhưng những điều ngài nêu ra, các giải pháp để hóa giải ân oán tình thù trong cuộc đời, mình phải nói rằng một con người đầy tình thương và trí tuệ, chỉ có tình thương có trí tuệ mới
mới nhìn sâu được vấn đề, để cảm thông và để hóa giải hận thù tuyệt vời. Các vị biết rằng là khi lúc Ngài đi kêu gọi hòa bình cho Việt Nam thì Ngài trở thành như những người lưu vong xa xứ vậy đó. Thì lúc đó Ngài đang ở trên đất Pháp, thì những cái nhóm người thuyền nhân họ mới cho Ngài một thông tin rằng là những người mà vượt biên vào cái thời mà thập niên 60-70 á, thì có một cái đoàn người của người Việt Nam bị hải tặc Thái Lan bắt, và trong đó họ thải hầu như là hết tất cả những người trên thuyền đã xuống biển hết. Và trong đó có một chuyện thương tâm là có một cô bé gái 13-14 tuổi, và họ hãm hiếp xong họ thải cô xuống biển luôn. Và cái chuyện đó chấn động trên thế giới và gây phẫn uất cho cộng đồng người Việt chúng ta. Và những thuyền nhân này đưa thông tin cho Ngài Nhất Hạnh. Và Ngài Nhất Hạnh lúc đó là một trong những người có tiếng nói vì hòa bình, vì bảo vệ chánh nghĩa rất là lớn, là một người Việt Nam. Thì lúc đó Ngài Nhất Hạnh nghe được một cái hung tin như vậy, nhưng mà Ngài giữ cái trạng thái bình tĩnh, Ngài tư duy về một vấn đề. Ngài nói rằng là suốt đêm đó Ngài không hề ngủ. Ngài đi thiền hành trong cái khu mà nơi Ngài ở đó, Ngài đi thiền hành suốt trong một đêm. Và sáng ngày hôm sau, Ngài trả lời được cái câu hỏi đó, trong khi mọi người đang rất là hận và đang tìm cách muốn làm sao để trả thù. Thì lúc đó Ngài mới nói như thế này. Ngài chia sẻ với những người nôn nóng về cái việc trả thù hay là để giải quyết vấn đề đó, thì Ngài mới nói rằng là chúng ta nên bình tĩnh. Bởi vì sao vậy? Ngài quan sát, quán chiếu bằng từ bi và trí tuệ á, Ngài thấy như vậy. Những kẻ cướp Thái Lan là gây tội ác đáng sợ, nhưng mà Ngài nhìn sâu vào một vấn đề: những người này là ai? Đa phần là những người thất học, nghèo khổ, sống ở vùng duyên hải. Chính vì vậy cho nên bị những cái người khác, những tên cướp biển khác dụ để đi, vì không có cơm ăn áo mặc, nghèo thiếu, không hiểu được văn hóa đạo đức, không hiểu được tôn giáo, không hiểu được pháp luật, từ nhỏ đến lớn sống bán mặt cho biển, bán lưng cho trời. Chính vì vậy không có một cái tư duy gì về vấn đề văn minh, luật pháp, đạo đức, tình người gì cả, sống bằng quán tính, sống bằng bản năng, và bị những người khác chiêu dụ: à, mày đi theo tao sẽ là như vậy. Có những chuyến cướp được những cái lời như vậy, rồi có những cái hành vi như vậy về thú tính, mà người ta cứ cho rằng đó là nhu cầu như vậy. Những đứa trẻ này làm sao có thể cưỡng lại được những điều đó? Và Ngài Nhất Hạnh mới nói một điều rằng: nếu Ngài sinh ra và lớn lên trong một vùng như vậy và hoàn cảnh thời cuộc như vậy, thì rất có thể chính bản thân Ngài cũng sẽ trở thành những kẻ cướp biển mang rợ như vậy. Và vì vậy trong một cái nhìn sâu, Ngài biết rằng hành động nó tội ác, nhưng xuất phát từ vô minh, từ không hiểu biết, từ sự dụ của những kẻ khác để trở nên những nạn nhân làm những hành động đó, mà không biết tội lỗi, không biết đạo đức, không biết nương tay. Và chính vì vậy Ngài hóa giải hận thù bằng cách hãy nhìn sâu và nhìn bằng lòng từ bi. Phải nói rằng những kẻ đó là những kẻ đáng thương, không gọi là dễ thương được. Cái hành động mang rợ sao dễ thương? Nhưng mà nó là những kẻ đáng thương. Nó đang gieo tội ác, nó đang làm việc mà cả thế giới lên án, nó làm việc đau thương mà những người khác phải hận thù và tìm cách phải trả thù hoặc triệt tiêu, mà nó không hề lường trước được hậu quả của các vấn đề. Cho nên Ngài nói đây là những kẻ đáng thương. Bằng cái trí tuệ và từ bi của Đạo Phật, nhìn sâu vào thì nên thương những người này hơn là nên hận. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Học những bài học đó, chúng ta mới thấy những con người vĩ đại trên cuộc đời có cách suy nghĩ khác chúng ta. Chúng ta thông thường là chúng ta sòng phẳng cái gì phải thôi, không? Trên cuộc đời là vậy, sòng phẳng cái gì phải thôi. Nhưng mà một người có trái tim
từ bi yêu thương rộng lớn như vậy thì chắc chắn rằng người ta sẽ nhìn khác người. Và làm sao chúng ta khác người được như vậy? Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng bao giờ mình có được một tình thương yêu chân thật, hay là mình có được một cái tình thương yêu mà để có thể có được ý nghĩa cả một cuộc đời mình để sáng giá, hay là chúng ta làm được một phần nào như lời dạy của Đức Phật không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cần đặt lại vấn đề với chính mình. Mình có đủ lòng bao dung độ lượng và mình có thể thương yêu một người, hay là mình có thể tha thứ cảm thông những người mà đã từng gieo oan trái cho mình không? Có những người là vợ là chồng ngày xưa thương yêu biết mấy, nhưng mà do vấp phải một vấn đề gì đó trở thành kẻ thù của nhau. Và chúng ta làm sao chúng ta tha thứ được điều đó? Sự thật rằng cái này chúng ta cần hỏi lại là vì sao ngày xưa trước khi thù chúng ta cũng thương nhau chết sống với nhau mà, và tại sao bây giờ thù để kẻ còn người mất như vậy? Chúng ta có hỏi được chính cái trái tim, cái khối óc của mình vì sao không? Vì sao con người có thể thay đổi như vậy không? Trong các mối quan hệ của chúng ta cũng vậy. Từng hy sinh chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, rồi do một lý do gì đó cuối cùng hận thù nhau, không gặp mặt nhau, không nhìn thấy nhau, thế. Như vậy thì làm sao chúng ta chuyển hóa được điều này? Có những người tới cuối cùng trong cuộc đời sắp chết mới có thể nói lên được lời tha thứ, hay là tâm của họ mới có thể buông xả được. Còn có người tới chết vẫn không buông xả được và cũng không tha thứ được. Vậy thì nếu muốn làm được cái điều đó thì người con Phật chúng ta sẽ làm gì? Đa phần chúng ta không vượt qua được cái tôi của chính bản thân mình, vì tự ái, vì tham, vì tức, vì giận, vì hờn, vì ghen, vì thù nó che đậy, cho nên dứt khoát chúng ta không giải quyết được vấn đề bằng tình thương. Cho nên tình thương của chúng ta là tình thương trên ý thức, chứ không phải tình thương bằng trái tim. Tôi đã có chia sẻ một cái bài giảng vừa rồi ở chùa Diệu Pháp đó, bài giảng người và người sống để thương nhau á. Tôi có nói cái ý này ở trong đó. Tôi có nói rằng chúng ta thương bằng ý thức, cho nên tình thương vô thường và tình thương chưa sâu sắc. Thương bằng ý thức cho nên chúng ta chỉ thương những gì dễ thương, những gì có quyền lợi, những gì mà chúng ta thích thôi. Và như vậy làm sao bền? Hả? Thương bằng ý thức làm sao bền? Các vị thương bằng ý thức là vậy nè: cộng trừ nhân chia trong đồng, thương nó có lợi gì? Phải không? Trước hết là có lợi gì cho tao? Rồi hai nữa là thương là những cái mà người này đã từng dễ thương mà mình cảm nhận được. Mình cảm nhận người này dễ thương cái này, người kia dễ thương cái kia, người này hy sinh cho mình nhiều quá, người này khả ái, mình nhìn thấy dễ thương, hay người này là cái gì đó nó tuyệt vời. Cho nên thương toàn là những cái dễ thương, những cái khả ái và những cái mà chúng ta cộng trừ nhân chia thấy có lời thì thương, thương vậy sao bền? Hả? Và chính vì thương bằng ý thức vậy đó, cho nên khó mà bảo vệ được tình thương lâu dài. Bởi vì thương cái khả ái, mai này nó lộ cái không khả ái rồi sao? Hoặc mai này người đó lỡ bị tai biến hay bị ngộ nạn gì rồi trở thành người lệch què, những người không còn khả ái nữa thì sao? Các vị thấy cái này đáng sợ lắm nha. Thương bằng ý thức đáng sợ lắm. Cho nên tôi nói các vị có một câu chuyện thật này nè. Đó là câu chuyện này tôi đọc trong một tờ báo an ninh mười mấy năm trước á. Câu chuyện mà hai người mù yêu nhau, các vị biết không? Khi hai người mù yêu nhau và họ cưới nhau thì cái người mù nam và người mù nữ này nè, do họ không thấy đường cho nên họ không biết mặt nhau, cho nên họ diễn tả cho nhau. Thì cái người nữ mới nói là em mà nếu mà thấy đường thì anh sẽ là như vậy, như vậy, như vậy, mắt anh như vậy, mũi anh như vậy, miệng anh như vậy, thế. Thì cái người con trai cũng nói là anh nghĩ em đẹp lắm, em như vậy, như vậy, như vậy, mắt em cũng vậy, 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 mũi em vậy, miệng em vậy. Thì hai người từng kể về nhau trong lúc mà đôi vợ chồng mù với nhau tâm sự. Thì cái điều may mắn đến với một cái gia đình này là có một cái gói trợ cấp hỗ trợ nào đó
để giúp cho hai người này chữa trị bệnh mắt. Mà hai người này thì do cô vợ là mù bẩm sinh, cho nên là không thể chữa trị được. Mà người chồng là do bị tai nạn, do bệnh mới mù, và không có tiền chữa trị cho nên bị mù. Vì giờ đây thì anh này có cơ hội để mà chữa trị. Cho nên khi được gói hỗ trợ đó thì cô vợ mừng quá, mới nhường hết cái phần hỗ trợ này cho chồng mình để mà đi chữa trị. Thì trong hai người mà một người được sáng mắt thôi thì cũng hạnh phúc cho một gia đình lắm rồi. Thì cái anh này anh đi chữa trị mắt, thời gian anh hết, anh thấy đường trở lại. Thì trên con đường về anh cũng mừng rỡ, hăm hở muốn gặp lại vợ mình. Thì khi mà nghe tiếng của chồng và vợ gọi nhau khi về tới nhà, thì cô vợ mừng và biết rằng là chồng mình là được chữa trị sáng mắt, và người này cũng mừng rỡ khi gặp lại vợ. Nhưng mà lạ, cái mừng không được lâu, vừa mừng cái nó hạ nhiệt liền. Và cái linh tính của một người vợ cảm nhận rằng, ủa, chồng mình có thể mừng và có thể thể hiện cái này cho nhiều ngày tiếp theo chứ, tại sao vừa mừng cái tự nhiên hạ nhiệt, nó thấy cái gì đó nó nhạt nhòa. Thì người vợ mới hỏi rằng, sao vậy anh? Thì cái người chồng nói, không có sao em, vẫn bình thường, anh vẫn vậy nói vậy. Nhưng mà người chồng buồn rười rượi. Buồn vì cái gì? Hả? Vì khi sáng mắt nhìn thấy vợ mình không giống như những gì mà mình từng diễn tả lúc mà mình không thấy đường. Nhưng mà điều nó thiếu đạo đức ở chỗ là khi anh này thấy được như vậy rồi, nghĩ cách từ bỏ vợ, và lúc đó tạo cách đi làm ăn, tạo khoảng cách từ từ, và cuối cùng ly dị vợ, để mặc tình vợ đau thương, kêu gào và nói chung là oán trách. Nhưng mà anh này vẫn đành đoạn để đi cưới một người khác. Thì câu chuyện nó đặc biệt là vậy. Anh này đi cưới một người khác khoảng một vài năm, thì không biết lý do gì đó, cái bệnh của anh tái lại và bị mù. Và lần này là không thể chữa trị được nữa. Và chính cái người mà anh cưới sau này đuổi anh ra khỏi nhà. Và anh này quay trở lại tìm người mù vợ mình ngày xưa. Và bây giờ thì cô này đã có một người chồng khác rồi. Như vậy thì câu chuyện kết thúc như vậy. Giờ ở đây tôi muốn nói với các vị cái gì? Chúng ta nếu tình thương không xuất phát từ trái tim, đạo đức và trách nhiệm, thì chúng ta sẽ thương bằng cách đó. Thương dễ trở nên thù, thương dễ đem đến oan trái và đau khổ cho người mình thương. Vì vậy nếu đúng ra bản chất của tình thương, thương một người phải làm cho người đó hạnh phúc. Tại sao người ta không hạnh phúc mình người ta đau khổ? Vậy cái thương đó chưa thật sự thương. Người học Phật thương bằng trái tim, bằng trí tuệ, bằng đạo đức, bằng bản chất của một con người. Thương làm sao người ta phải hạnh phúc, thương làm sao để đừng hận thù, thương làm sao đừng oan trái. Đó mới là tình thương có trí tuệ, và đó mới là tình thương chân thật. Và tình thương như vậy không bao giờ tạo ra oán kết và hận thù. Vậy làm sao người Phật tử chúng ta làm được điều đó? Chỉ có sống bao dung, độ lượng, tha thứ, nhịn nhường, hy sinh, và thấy rằng những cái cách sống như vậy mới phản ánh được giá trị của một đời người, giá trị để chúng ta có mặt trên cuộc đời. Chứ không phải là sống vì mình theo dạng ích kỷ, toan tính. Và những người vậy không bao giờ có thể trở thành được những người vĩ đại trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta muốn trở thành một người sống có ý nghĩa, để bao nhiêu năm có mặt chúng ta trên cuộc đời, phải nói là bao nhiêu năm chúng ta đem lại hạnh phúc, đem lại sự tốt đẹp cho cái lượng người bấy nhiêu. Và nếu làm được điều đó trọn cả cuộc đời, các vị là những người đang đi theo con đường giác ngộ của Đức Thế Tôn. Các vị trở thành những con người đáng trân đáng quý, và ngàn đời chúng sinh đều nhớ và tri ân, cũng như chính Đức Phật chúng ta. Dù hơn 2.700 năm, thế giới vẫn ngưỡng mộ, trân trọng, ghi ân Ngài. Công lao đó Ngài không quan tâm, nhưng mà thế giới quan tâm, hàng hậu thế chúng ta quan tâm. Mãi mãi vẫn sáng giá
cho nhân loại này. Và con người chúng ta nhờ cái đó nó mới làm bớt đi những sự oán kết thù hận, bớt đi những sự ích kỷ hẹp hòi trong cuộc đời. Cho nên không có các triết lý đạo đức nói chung hay là các triết lý như đạo Phật để truyền tải cho những con người trong cuộc sống hay là thế gian này, thì xin thưa, thế gian này sẽ trở thành hỗn độn. Và lúc đó chúng ta không phải là loài người nữa, mà chúng ta là một dạng bầy đàn cao cấp. Khi không còn tình thương, không còn sự hy sinh chia sẻ, thì hận thù dâng cao, hãm hại dâng cao, mưu mô thủ đoạn dâng cao. Và lúc đó bay chết mặc bay, mạnh được yếu thua, còn gì nữa là xã hội loài người. Cho nên thông qua cái chủ đề chỉ có tình thương mới hóa giải hận thù, đó là một điều rất sáng giá trong triết lý Phật giáo. Và những người nào sống được bằng tình thương chân thật, người đó sẽ có ý nghĩa cho mình, cho người từ một đến nhiều đời. Người đó sẽ làm lợi lạc cho chúng sinh trên cuộc đời này, trong bất cứ nơi nào khi người đó có mặt. Và tôi mong rằng người Phật tử của chúng ta là một vì sao sáng trong trời đêm. Người Phật tử chúng ta sẽ truyền tải được tình thương, sự bao dung, độ lượng và tha thứ len lỏi trong mọi đời sống ngõ ngách của xã hội. Mỗi một lần Phật đản về, khi cờ Phật đản, băng rôn Phật đản, những thông điệp Phật đản được truyền bá khắp muôn nơi, được gợi ý khắp muôn nơi, thì một lần tình thương yêu lại có dịp sống dậy và có cơ hội để giúp cho chúng ta phát triển tình thương yêu, sự tha thứ, bao dung và độ lượng. Những người Phật tử là những người con Phật, thấm đượm triết lý này, thấm đượm được thông điệp tình thương này, sẽ sống có ý nghĩa hơn cho mỗi lần Phật đản về. Và nguyện rằng con sẽ đem sứ mạng này, triết lý này, tình thương yêu này trong trái tim con, trong khối óc con đi mãi trong cuộc sống luân hồi, để làm sao làm lợi ích cho chúng sinh, làm an vui và hạnh phúc khi bất cứ ai con gặp, hay là bất cứ ai con có duyên để sống chung, hay để làm việc chung, hay là có duyên gần gũi. Và cái triết lý này nó cũng giống như lời gửi gắm của một nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã từng nói: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Và đó là một thông điệp vô cùng quan trọng. Hãy lòng dặn lòng, trước khi nhắm mắt từ bỏ cõi đời này, trước khi chia tay với bất cứ một ai, là bạn, là người đồng hành, thậm chí là người thân và kể cả vợ chồng, thì hãy lòng dặn lòng là không bao giờ chia tay trong hận thù oan trái. Dám nguyện không? Hả? Dám không? Vỗ tay là dám hay là không? Hả? Tự nhiên tôi hỏi dám không cái vỗ tay. Cho nên quan trọng vỗ tay là dám hay không? Hả? Ai dám đâu các vị, đưa tay lên tôi coi coi. 1/3 hội trường. Xin chân thành cảm ơn và ngưỡng mộ 1/3 cánh tay Bồ Tát. Bảo đảm làm được điều đó phải có trái tim Bồ Tát, làm được điều đó phải chấp nhận sự thiệt thòi về mình, làm được điều đó phải vượt qua được những bản ngã, những cái tôi ích kỷ, những cái hẹp hòi, những cái lòng sân si của chính mình, vượt qua được các vị mới làm được. Tôi biết rằng những người đưa tay như thế này chắc chắn rằng ít nhiều điều có khả năng vượt qua, không chọn 100% thì cũng 5, 10, 20, 30, 40. Và người tuyệt vời thì sẽ 100. Và người nào 100 thì người đó cơ hội để trở thành Phật, cơ hội để trở thành những con người vĩ đại trong cuộc đời này rất gần trong tầm tay. Chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, thực tập tình yêu thương để sống có ý nghĩa cho mình, cho người thân trong đời này và nhiều đời sau. A Di Đà Phật.
Tôi xin khép bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành tri ân ban tổ chức và chân thành tri ân tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư Đạo Hiệu Thích Phước Tiến. Ủy viên thường trực Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử tại đạo tràng Việt Nam Quốc Tự, hội chúng của chúng con thật có diễm phúc khi được thượng tọa thị từ Hứa Khả quan lâm thuyết giảng cho hàng đệ tử chúng con. Chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Và trước khi khép lại chương trình pháp thoại được thuyết giảng nhân mùa Phật lịch 2566 tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, được Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chúng con kính ngưỡng nguyện hậu ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, cũng như kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nam nữ Phật tử tại hội trường, cũng như quý vị Phật tử trên mọi miền đất nước một mùa Phật đản, cũng như mọi ngày được an lành và hạnh phúc. Để khép lại chương trình thuyết giảng ngày hôm nay, chúng con mạn phép đê đầu bái thỉnh thượng tọa hoan hỷ khởi niệm hồi hướng cầu cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Chúng con kính ngưỡng kính thỉnh thượng tọa khởi niệm.